Kim có người mới, tránh mặt hoàn toàn Trương Quỳnh Anh trong sinh nhật con trai, nhìn bé Susie mà thương. Nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho con trai. Tuy nhiên, Trương Quỳnh Anh và Kim không chụp hình chung trong tiệc sinh nhật. Hôm qua, Trương Quỳnh Anh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho con trai. Trên trang cá nhân của mình, Trương Quỳnh Anh chia sẻ, dạo này mẹ hay ngắm con và những lúc đó con thường hỏi mẹ, sao mẹ nhìn con hoài vậy, dễ thương quá hả mẹ? Mẹ chỉ cười gật đầu. Con mẹ thì kiểu gì mẹ cũng thấy thương hết. Mẹ hay hỏi, Si lớn lên có thương mẹ nữa không? Cho mẹ ôm đã thiệt đã nữa không? Si nói có, mà mẹ vẫn buồn là sao? Những suy nghĩ lan man của chị mẹ vô lý. Si 6 tuổi, thời gian qua nhanh quá làm mẹ hoang mang. Hôm qua sinh nhật nằm tâm sự, con nói hôm nay con vui lắm, như vậy là được rồi. Có những thứ, cảm thấy xứng đáng thì ta nên tiếp tục. Trương Quỳnh Anh tổ chức sinh nhật cho con trai. Khi đó, ca sĩ Tim đăng tải một bức ảnh bên con trai cùng lời chia sẻ. Trong ngày sinh nhật của con, bố chỉ muốn nói rằng bố hy vọng con có thể nhìn thấy những điều đặc biệt ở bố. Chúc mừng sinh nhật con, tình yêu của bố. Tim gửi lời chúc mừng sinh nhật của con lên trang cá nhân. Có thể thấy một thời gian khá dài Tim và Trương Quỳnh Anh không chụp hình chung cùng con trai. Mặc dù tin đồn ly hôn đã xảy ra từ lâu, nhưng cặp đôi vẫn quyết giữ im lặng.